ไปคุณสะดุ้งกันไปบ้างเหรอđang định hỏi tên các thầy nhưng mà chưa kịp hỏi ở giữa cái thanh lộc ở bên trong cạnh thanh lộc kia là thanh gì ạ? Đức hả? Thanh chồng nha. Vâng, con trai ấy. Đức à? Thanh Đức. Cao Lộc. Ở Cao Lộc á? Còn thanh đứng kia là gì ạ? Cao Lộc. Thanh đứng kia là thanh gì? Thanh đứng là thanh hiếu. Thanh hiếu. Thanh đứng là thanh gì? Đây là thanh hiếu là giáo. Thanh hiếu á? Thanh hiếu là giáo. Là giáo à? Thanh này trẻ nhỉ? Không trẻ thôi, già lắm rồi. Được 30 chưa? Ôi, 4 mấy rồi. 4 mấy rồi á? Vâng. Thế còn thanh áo trắng cao kia? Thanh này á? Đi vào đây, vào đây, vào đây, không phải, ngồi không? Đâu rồi? Thanh Vĩnh Hòa biết rồi. Thanh ngồi áo đen đây này. Thế này á? Thế này ngồi nè. Vâng. Hiếu Khánh Khê. Hiếu Khánh Khê, hai Hiếu liền. Hiếu là tạo đây. Hiếu là tạo. Hai người tên Hiếu, hai người tên Hiếu nhìn giống nhau thế nhỉ? Xin thưa quý vị và các bạn, mình xin giới thiệu các thành phần trong ban tổ chức đây. Đây chính là tổ trưởng ban giám khảo, là tổ sư cốc pháp là ở đây ra. Tổ sư cốc pháp đây. Đây là mẹ thầy mẹ tổ đấy, gọi là cốc chó đấy. Đây là then này ở dưới hô lúng là thiên linh. Thiên linh hô lúng. Ở dưới hô lúng lên. Hô lúng. Và đây là then tâm luôn. Then tâm. Cũng là đều là đệ tử của mẹ khen hết. Vâng. Đây là then giống người bản thí. Then giống bản thí. Và đây là then tâm, đây là then hà. Rồi. Then hà, then a. Đây là đây đây, quay qua đây này, đây. Đây sẽ là then tâm bản thí đây. Thế là hai then tâm à? Vâng. Một tâm lớn và tâm bé. Thì được lâu ấy. Tâm là then tiên nha. Người trong cùng con gái kia là then tiên đấy. Then tiên à? Đây, và đây là then hiếu. Then hiếu. Then hiếu khen thê đây. Đây là then thế tài. Xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng nghe dàn đồng ca then Nùng gồm các then rất trẻ đẹp, đều là học trò, là đệ tử của then Khen ở xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Hôm nay các then đến đây để làm lễ lẩu then, tăng binh tăng cấp cho then Trọng là con trai của then Khen. Chúng ta sẽ làm quen với các then sau. Bây giờ mời các bạn cùng nghe các then hát then làm lễ đã nhé. Yeah.
chân khẩu văn thật sĩ chậm có nam biết chân khẩu văn thật sĩ chậmต้องตามโลยังเพชรปัวตามตา
cho con nhân dân có tâm lo cho tiên nhân có tâm lo nhân dân 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 có tâm lo trong này à cái gì nhỉ, nó bảo khổ lóc tại nghe nó bà không phải hát đâu ạ. Trong nhà mà ăn đó. Cho nó ra cho nó từ từ nó nằm bao giờ đi nhà tâm tâm mai nhà mang ở kia chứ tâm bàn thí nhá tâm đây á đang đi đường nhá thế là làm cái gì đó hôm nay sao mỗi thân tâm hết chứ hôm nay đấy
năm vừa quaจำนำจาก
đặng đặng ma sam cho đầy thịnh bên bì đang lên người tan có na cùng ba đặng ba đặng cho bình ba long tam bình con bình ba đi bộ cõi bình con đi bộ đầy còn ma long tam bọc nhà bù đọc ma long tam ba nhà ba ngang cùng ba bình ngạc tam tam tài gần tài bình mang chủ thầy tài bình phản đang chủ phạm vô tan có nữ bọc lòng bí dụ chủ lòng bí khai tham người cảnh vô hạ chủ cảnh phạm vô long tam tài phạmตามเป็นที่ในใด
ตามตามไปตาม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 ต
Bắt đầu đi ngựa đây. Có thầy bắt đầu đi ngựa rồi. Hát đi. Hát đi. Và hát đi. À, đang ốm à. Cái này là đi để chuyển danh cơ sổ. Hả? Em đi chỉ điểm danh cơ sổ. À. Bình mà thầy thơ bình mà thầy thơ khảo khó hơn cả bình mà còn nàng.
đồ quá. Đây, nhân vật chính kia hôm nay làm cấp binh cấp sắc à, tăng binh tăng sắc cho thầy này đây. Thank you.
Yeah.
Oh.
ตกใจก่อนหมอกัน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 
Oh,
การเชิญกินเหล่ากินเหล่าอย่างผู้นางกินช้าอย่างผู้เหี่ยวจับจำอย่างก้อนโลกไปหลายมือก้อนตามไปหลายคนหลายขาอาญาโอ้ใครยังใส่เหล้าอ่ะก็เธอเหมือนเชื่อไหมโอ้ตึงก็เธอ tối mới ăn mà vâng bây giờ các thầy nghỉ ăn trưa rồi